Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 566. Mà lại một khi hắn sáng tạo dã thú sinh mệnh, toàn bộ bị giết sạch, hắn sáng sinh đại công đức cũng triệt để băng diệt cùng cấp toi công bận rộn một trận. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn hiểu được, thiên không thú hoàng cùng thanh liên đạo tổ tranh đấu, là thú cùng người tranh đấu. Thanh liên đạo tổ là nhân tổ Nam Hoa lão quân người đại diệt, sứ mệnh là dọn sạch hung thú, thành lập nhân tộc văn minh hỏa chủng. Mà thiên không thú hoàng đại diện người, thì là kia ngàn vạn hung thú. Thú cùng người tranh đấu, hiển nhiên là thanh liên đạo tổ chiếm hết thượng phong. Ta cũng là một cái đại diện người, là thiên tổ người đại diện, thiên tổ muốn gọi ta làm cái gì, hắn một lòng muốn chết, còn cần ta làm cái gì. Diệp Thần không hiểu lại nghĩ tới chính mình, một trận mờ mịt. Ngay tại Diệp Thần mờ mịt thời điểm, trước mắt hắn nguyên sơ thế giới cảnh sắc lại lần nữa biến hóa, chỉ gặp nguyên bản vĩnh viễn bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên trở nên vẻ lo lắng dày đặc, mây đen áp đỉnh, ầm ầm lôi đình vang vọng. Thanh liên đạo tổ cùng tộc nhân của hắn, ngay tại trong bộ lạc xâm lược lấy con mồi, nhìn thấy bỗng nhiên biến hóa sắc trời, tất cả mọi người đều là nhướng mày. Hống! Trên bầu trời, truyền đến một trận kinh thiên tiếng thú gào, liền gặp được một đầu to lớn nguy nga. Vô cùng kinh khủng cự thú, tại thiên không xuất hiện. Kia cự thú thân thể, tựa như là dùng vô số bùn nhão cùng hư thối thi hài hỗn hợp mà thành, phía trên còn có sinh từng khỏa quỷ dị ánh mắt, vô biên hôi thối từ trên thân thể tản ra, cự thú phía sau kéo lấy 10 đầu thịt hồ hồ, sền sệt như bạch tuộc cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đều lộ ra càn quét tinh hà kinh thiên thần uy. Đây là, thập vĩ thần thú. Diệp Thần nhìn thấy đầu này cự thú xuất hiện, lập tức giật nảy cả mình. Đây chính là thập vĩ thần thú, trong mắt của hắn hình tượng, là ngày xưa thiên cơ hình tượng, vô cùng chân thực, cho nên hắn như đích thân tới kỳ cảnh, kia thập vĩ thần thú xuất hiện trong nháy mắt, hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, trong lỗ mũi giống như có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hôi thối. Đầu này thập vĩ thần thú, trên thân lại còn quấn như mộng ảo ám hắc quang mang, nó tồn tại, thực sự quá cường đại đến thế giới chân thật không cách nào dung nạp, cho nên trên thân mang theo đạo đạo huyễn tưởng pháp tắc. Vô cùng thần bí. Thanh liên đạo tổ cùng các tộc nhân của hắn, nhìn thấy thập vĩ thần thú xuất hiện, cũng là sợ ngây người. Cái này thập vĩ thần thú kinh dị cùng cường đại, so với bọn hắn trước kia đụng phải hung thú, cộng lại đều muốn đáng sợ. Tinh thiên chân nhân thở dài, đúng vậy, đây chính là thập vĩ thần thú, là thiên không thú hoàng sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan, cũng là hắn mới nhất đại diện người. Hắn cần nhờ thập vĩ thần thú, diệt sát thanh liên đạo tổ. Diệp Thần kinh hãi, liền thấy thập vĩ thần thú gào thét, từ phía chân trời hàng lâm xuống, tựa như một tòa núi thây bạo rơi, đặt ở thanh liên đạo tổ bộ lạc bên trên. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh liên đạo tổ bộ lạc, trực tiếp liền bị phá hủy rơi mất, hắn vô số tộc nhân chết đi, hắn vô cùng bi phẫn, huy kiếm chém tới thập vĩ thần thú. Nhưng, thập vĩ thần thú quá cường đại, thanh liên đạo tổ đem hết toàn lực, đều không thể tổn thương đến nó. Bất quá thanh liên đạo tổ cũng là hết sức lợi hại, trực diện thập vĩ, không chút nào hoảng, cùng thập vĩ thần thú chém giết chiến đấu, duy trì lâu dài ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, song phương lại bất phân thắng bại. Tại dài rằng giặc trong chiến đấu, thanh liên đạo tổ đã sáng tạo ra rất nhiều thần thông thuật pháp, một chút cường đại thần thông thuật pháp, về sau bị hắn thu nhận sử dụng đến 9 cánh kim liên bên trong đi. Thiên không thú hoàng gặp đánh lâu không xong, cũng không ngừng huy sái máu tươi của mình, không ngừng lớn mạnh thập vĩ thần thú khí tức. Thập vĩ trở nên càng ngày càng cường đại, thanh liên đạo tổ dần dần không địch lại, thập vĩ trên thân kinh khủng tai khí, đã che mất toàn bộ nguyên sơ thế giới, khắp nơi đều là bạo loạn nạn bão cùng lôi điện. Thanh liên đạo tổ cũng già rồi, hắn sắp chống đỡ không nổi, sắp bị thập vĩ thôn phệ. Diệp Thần vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này, tâm hắn biết thanh liên đạo tổ là sẽ không thua, nhưng trước mắt đến xem, hắn thực sự không biết, thanh liên đạo tổ muốn làm sao thắng. Cái này thập vĩ thực sự quá cường đại kinh dị. Trên bầu trời, có một thân ảnh, đang quan sát thập vĩ thần thú cùng thanh liên đạo tổ chiến đấu. Kia là thiên không thú hoàng. Thập vĩ thần thú chiếm hết thượng phong, đã nhanh đánh bại thôn tính vệ thanh liên đạo tổ, nhưng thiên không thú hoàng nhưng không có một điểm vẻ vui thích, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt tràn đầy lo lắng nặng nề thần sắc. Diệp Thần cảm thấy được thiên không thú hoàng sắc mặt, có chút kỳ dị, hỏi, thập vĩ đều nhanh giết chết thanh liên đạo tổ. Làm sao thiên không thú hoàng không có chút nào cao hứng?
Tinh Thiên Chân Nhân trầm giọng nói, bởi vì cái này thập vĩ, đã nhanh không kiểm soát. Diệp Thần nói, cái gì? Tinh Thiên Chân Nhân nói, thập vĩ thần thú, là thiên không thú hoàng dùng chính mình nội tâm phẫn nộ, ngang ngược, cừu hận các loại mặt trái cảm xúc, dung hợp phản thiên thế giới hắc ám năng lượng, còn có hắn chính mình bản thân phần thiên đại kiếp thống khổ, tạo ra, sinh ra liền là vô cùng tà ác kinh khủng tồn tại. Đang không ngừng giết chóc cùng trong chiến đấu, thập vĩ trở nên càng ngày càng hung bạo, cũng làm cho thiên không thú hoàng đạo tâm tình tiêu cực càng ngày càng đậm hơn. Hắn đến lúc này, đã biết mình đã sáng tạo ra đáng sợ đến bực nào quái vật, một khi quái vật này mất khống chế, sợ là toàn bộ phản thiên thế giới đều muốn bị nuốt hết. Diệp Thần trong lòng run lên, ngưng mắt lại nhìn tiếp, liền thấy Thanh Liên đạo tổ khí tức càng ngày càng suy kiệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị thập vĩ một bàn tay đập bay trên mặt đất. Thập vĩ lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, lập tức liền mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Thanh Liên đạo tổ thôn phệ mà đi. Thập vĩ, trở về. Trên bầu trời thiên không thú hoàng, rốt cuộc nhịn không được, da mặt run lên, hét lớn một tiếng kêu lên. Hắn mặc dù hận không thể đem Thanh Liên đạo tổ chém thành muôn mảnh, nhưng giờ phút này, nếu như thập vĩ thôn phệ Thanh Liên đạo tổ, vốn là gần như mất khống chế nó, sợ rằng sẽ triệt để bạo tẩu. Cho nên, thiên không thú hoàng cũng là bất đắc dĩ, muốn đem thập vĩ triệu hồi tới. Nhưng, thập vĩ đầy giấy hung tàn, hoàn toàn không nghe thiên không thú hoàng mệnh lệnh, tiếp tục mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Thanh Liên đạo tổ. Thiên không thú hoàng khẽ cắn môi, bất đắc dĩ xuất thủ, bàn tay nhoáng một cái, hóa thành che trời thật lớn, giống bắt gà con, liền đem thập vĩ bắt trở về. Thập vĩ không cam lòng gầm thét, lúc này, đã thấy có một chùm thuần trắng quang huy, như phi kiếm từ trên trời bạo sát xuống tới, phốc một chút, liền quán xuyên thiên không thú hoàng lồng ngực. Thiên không thú hoàng lồng ngực, bị đánh ra một cái lỗ máu, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy chính mình trọng thương vết thương, một cái tay khác đánh ra đạo đạo ấn quyết, chuẩn bị đem thập vĩ phong ấn. Cái này trùm sáng. Diệp Thần nhìn xem vừa mới kia từ trên trời giáng xuống bạch quang, lập tức dùng mình, cho dù chỉ là đi qua hình tượng, hắn cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng lăng lệ uy thế. Tinh Thiên Chân Nhân nói, là trụ thần nguyền rủa ánh sáng. 72 trụ thần, vì duy trì phản thiên thế giới ổn định, đã từng ước định qua, ai cũng không thể tại phản thiên thế giới động thủ, nếu không ắt gặp nguyền rủa thiên phạt. Bởi vì trụ thần khí tức, đối với chúng ta thế giới này tới nói, thực sự quá mức cường đại, bọn hắn nếu là động thủ, rất khả năng đánh băng thế giới. Phản thiên thế giới đối trụ thần nhóm tới nói, là vô cùng trọng yếu tồn tại, là bọn hắn biến thành ánh sáng hy vọng, vì vậy ai cũng không thể nhìn thế giới này sụp đổ. Muốn động thủ, chỉ có thể tìm người đại diện. Diệp Thần gật gật đầu, trụ thần cường đại, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, vừa mới thập vĩ, đã là ngập trời kinh dị, không nghĩ tới thiên không thú hoàng vừa ra tay, tựa như diều hâu vồ gà con giống nhau, dễ dàng liền đem thập vĩ nắm. Bất quá, hiện tại thiên không thú hoàng, nhận nguyền rủa ánh sáng xuyên qua, nhục thân bị trọng thương, hắn cắn răng, phải thừa dịp lấy chính mình vỡ vụn trước đó, đem thập vĩ phong ấn. Nhưng, thập vĩ điên cuồng giãy giụa, đột nhiên con ngươi lại rơi lệ, miệng nói tiếng người, vô cùng bi thương nói. Ta hoàng A, ta giúp người trấn áp nhân tổ người đại diện, người lại muốn phong sát ta. Thiên không thú hoàng nhìn thấy thập vĩ rơi lệ, thân thể chấn động mạnh một cái, suy nghĩ xuất thần, sau đó hắn khẽ cắn môi, thở dài một tiếng nói. Thập vĩ, thật có lỗi, khí tức của ngươi quá mức kinh dị, ta sợ ngươi mất khống chế bạo tẩu, ngươi nhất định phải chết. Thập vĩ nói, ngươi cưỡng ép xuất thủ, can thiệp thế giới nhân quả, bị nguyền rủa ánh sáng xuyên qua, ngươi cũng muốn bỏ mình, hà tất phải như vậy. Thiên không thú hoàng nói, ta bỏ mình hồn bất diệt, tương lai cũng có thể trùng sinh, nhưng ngươi phải chết. Thập vĩ rơi lệ nói, ta hoàng, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cái này đại diện ngươi, cuối cùng không thể để cho ngươi hài lòng a. Thiên không thú hoàng sầu não nói, thật có lỗi. Thập vĩ nhìn xem thiên không thú hoàng bị nguyền rủa ánh sáng xuyên qua, cùng dần dần vỡ vụn thân thể, nói, ta hoàng, thân thể của ngươi sắp vỡ vụn, linh hồn ngươi nhất định là muốn rơi vào hủy diệt quang hải, nhưng thân thể vỡ vụn về sau, ngươi pháp tắc, khí huyết, đạo thống các loại, không thể rơi vào tay người khác. Nếu không như thiên cơ lão nhân, hắc hoàng đế, đại hiền giả như vậy, đạo thống pháp tắc bị thiên tổ thu đi rồi, sẽ cùng bị người nắm nhược điểm, về sau chính là trùng sinh, cũng là khắp nơi bị quản chế. Ta tới giúp ngươi giải thoát đi, nhục thể của ngươi sẽ hóa thành đường lớn mệnh cách, lạc ấn tại thiên đạo bên trên, tương lai linh hồn ngươi trùng sinh,
ngươi có thể một lần nữa kế thừa đạo thống của ngươi. Nói, thập vĩ như một đầu cự hùng, ôm lấy thiên không thú hoàng thân thể. Một người một thú, đều là rơi lệ. Sau đó, oanh một tiếng, thập vĩ dẫn nổ thân thể của mình. Cuồng bạo tự bạo, làm cho nguyên sơ thế giới lúc không sụp đổ, khắp nơi không gian xé rách, kinh thiên bạo tạc đem thiên không thú hoàng thân thể, cũng cùng theo vỡ nát. Hắn máu tươi, pháp tắc của hắn, đạo thống của hắn, tại thập vĩ trước khi chết ý chí thôi động dưới, thăng thiên mà lên, cuối cùng lạc ấn đến thiên đạo ma phương bên trong, thành một cái đường lớn đồ đằng. Cái này đường lớn đồ đằng, liền là thiên không đạo, ẩn chứa thiên không mệnh cách. Thanh liên đạo tổ đang kinh thiên trong lúc nổ tung, cũng bị xé nát, thịt nát xương tan, nhưng hắn sinh mệnh lực cường đại, cuối cùng hóa thành một viên thanh liên hạt giống, yên lặng vùi lấp ở trong bụi bặm chờ đợi tương lai trùng sinh. Diệp Thần thấy cảnh này hình tượng, lập tức sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, thiên không thú hoàng nguyên nhân cái chết, thế mà phức tạp như vậy, đầu tiên là bị nguyền rủa ánh sáng xuyên qua, về sau lại bị thập vĩ tử nổ tung chết. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, thập vĩ là tự bạo mà chết, cho dù hung tàn ngang ngược, nhưng đối thiên không thú hoàng cái chủ nhân này, vẫn là 10 phần trung tâm. Hình tượng còn tại lưu truyền, thập vĩ tự bạo về sau, nguyên sơ thế giới một mảnh hỗn độn, phong thanh hô hô, bụi bặm cuồn cuộn. Còn không có kết thúc sao? Diệp Thần nhìn về phía Tinh Thiên Chân Nhân, hỏi. Tinh Thiên Chân Nhân trong ánh mắt đã tràn đầy thổn thức, ngày xưa thiên không thú hoàng, thập vĩ, thanh liên đạo tổ, nhân tổ Nam Hoa lão quân ở giữa cố sự, hắn mặc dù đã nhìn qua, nhưng mỗi một lần nhìn, đều sẽ cảm xúc rất nhiều, giờ phút này nghe được Diệp Thần hỏi thăm, hắn lấy lại tinh thần, nói. Còn không có, thiên tổ còn chưa tới đâu. Thiên tổ. Diệp Thần trái tim siết chặt, tiếp tục xem tiếp, quả nhiên tại chỉ chốc lát sau về sau, liền thấy có người hàng lâm xuống, chính là thiên tổ. Mà tại thiên tổ bên người, còn đi theo một nữ nhân, chính là đại ái thần Phong Tinh Tuyết. Tinh Thiên Chân Nhân thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình, nói, a, làm sao thêm một người. Diệp Thần nói, cái gì? Tinh Thiên Chân Nhân thân thể run rẩy, nói, trước kia thiên cơ hình tượng, chỉ có thiên tổ, không có nữ nhân này a. Nữ nhân này là ai? Diệp Thần nói, là đại ái thần Phong Tinh Tuyết a, thiên tổ hồng nhan chi kỷ. Tinh Thiên Chân Nhân bấm ngón tay tính toán, nói, a, đúng, là đại ái thần. Diệp Thần hỏi, trước kia hình tượng này, không có đại ái thần tồn tại sao? Tinh Thiên Chân Nhân trầm ngâm nói, không có, ta tưởng, là bởi vì đã từng, đại ái thần tự chém thiên cơ ẩn đột, hiện tại, luân hồi chi chủ ngươi điều tra ra một chút manh mối, thiên cơ vết tích lại hiện lên. Cho nên hình tượng này cũng phục hồi như cũ. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Liền gặp được thiên tổ giáng lâm về sau, nhướng mày, liếc nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, Tinh Tuyết, thiên không thú hoàng nhục thân pháp tắc, bể tan tành quá lợi hại, không có cách nào góp nhặt, có giá trị khí huyết cùng pháp tắc, đều đã bay tới bầu trời, lạc ấn đến thiên đạo phía trên. Phong Tinh Tuyết ánh mắt cũng nhìn xung quanh bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là như thế. Nhưng còn có chút huyết nhục cặn bã, nhất định phải thu thập lại, nếu không tai họa đến ngoại giới sẽ không tốt. Thiên tổ nói, được rồi. Chỉ gặp thiên tổ bàn tay một chảo, bốn phương tám hướng liền thật nhiều huyết nhục cặn bã, tụ đến. Trụ thần thân thể quá cường đại, cho dù là thập vĩ tự bạo, đều không thể triệt để đem thiên không thú hoàng thân thể oanh diệt, còn có rất nhiều cặn bã còn lại. Những này huyết nhục cặn bã, mang theo thiên không thú hoàng trước khi chết bi phẫn bất đắc dĩ. Còn có thập vĩ bản thân sát khí, tất cả cặn bã đều là hiện ra cháy đen nhan sắc, vô cùng kinh khủng. Những này huyết nhục cặn bã, không giá trị gì. Thiên tổ nhíu mày lắc lắc đầu nói. Phong Tinh Tuyết cười nói, đối với chúng ta không có giá trị, nhưng ngươi có thể rèn đúc thành pho tượng, ban cho ngươi đệ tử. Thiên tổ nhãn tình sáng lên, cười nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Hắn lúc này liền đem trong tay huyết nhục cặn bã, rèn đúc thành một tòa cự đại đen nhánh pho tượng. Chỉ gặp pho tượng kia liền là thiên không thú hoàng bộ dáng, tràn ngập ra từng sợi xâm nghiêm kinh khủng tà khí. Những này tà khí, là thiên không thú hoàng tâm tình tiêu cực, còn có thập vĩ sát khí hỗn hợp mà thành, phi thường khủng bố. Bất quá, đối thiên tổ cùng Phong Tinh Tuyết tới nói, pho tượng kia tà khí, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thiên tổ rèn đúc ra pho tượng về sau, liền cười cùng Phong Tinh Tuyết cáo biệt. Thiên cơ hình tượng đến nơi này, triệt để từ từ tiêu tán. Tất cả quang mang, đều thu liễm trở lại kia trong thủy tinh cầu. Diệp Thần xem xong toàn bộ, cau mày nói, thiên tổ cùng đại ái thần,
bọn hắn muốn làm gì? À, xem ra kia pháp tắc thần thạch, không phải thiên tổ chính mình chế tạo, đại ái thần cũng có hỗ trợ. Vừa mới nhìn thấy thiên cơ hình tượng, nhưng Diệp thần rõ ràng hơn nhìn thấy nhiều bí mật hơn. Một cái trụ thần, nhục thân sau khi vỡ vụn, đạo thống của hắn pháp tắc, tất nhiên sẽ gây nên cái khác trụ thần tranh đoạt. Nhưng thiên tổ luôn có thể nhanh người một bước, nhanh chân đến trước, thu tập được bỏ mình trụ thần pháp tắc, hắn hiển nhiên không phải dựa vào hắn chính mình một người lực lượng, là bởi vì bên cạnh hắn từ đầu đến cuối có đại ái thần Phong Tinh Tuyết bồi bạn. Khác trụ thần, cũng biết chính mình lẻ loi một mình, không tranh nổi thiên tổ cùng Phong Tinh Tuyết hai người, cho nên dứt khoát liền không tranh, dù sao cũng không phải cái gì nghịch thiên đồ vật, chẳng qua là một chút vỡ vụn pháp tắc thôi. Tinh Thiên chân nhân trầm ngâm nói, Ngô, trụ thần sau khi chết vỡ vụn pháp tắc, đối thiên tổ tới nói, hẳn là cũng không phải cái gì quá chân quý gì đó, ta cũng không biết hắn vì sao muốn thu thập, trừ phi có thể tự mình nhìn thấy hắn, chính miệng hỏi hắn. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như hắn có thể tiếp xúc đến thiên không thú hoàng pho tượng, có lẽ liền có thể lần nữa nhìn thấy thiên tổ. Luân hồi chi chủ, thế nào? Quá khứ hình tượng, người đã xem xong, người nhưng có lòng tin, trấn áp thiên không thú hoàng pho tượng tà khí. Tinh Thiên chân nhân ngưng trọng hỏi. Hắn quan tâm nhất, liền là thiên không thú hoàng pho tượng. Pho tượng kia tà khí, thực sự quá mức kinh dị, loại trừ thiên không thú hoàng bản thân tâm tình tiêu cực, còn ẩn chứa thập vĩ sát khí, cái này hai cỗ khí tức hỗn hợp thành tà khí, ăn mòn bình thường linh thú, đủ để cho linh thú hóa thành ngập trời hung thú, lại tụ hợp thành thú triều thiên tai, kia đối tinh không đảo, kiếm vũ điện các loại thế lực tới nói, thực sự quá mức nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, Tinh Thiên chân nhân đều lo lắng, chính mình tinh không đảo, sẽ bị thú triều thiên tai bao phủ. Diệp thần hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy màn hình tượng, trầm ngâm nói, nếu để cho ta cầm tới huyền vũ mảnh vỡ, triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, hẳn là có thể trấn áp. Hắn đối thần giáp mệnh tinh lực lượng, vẫn rất có lòng tin, kia dù sao cũng là thiên tổ đúc thành gì đó, muốn trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Mà lại, Diệp thần còn có luân hồi Phật, thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại thủ đoạn phụ trợ, trấn áp pho tượng kia tà khí là đầy đủ. Huyền vũ mảnh vỡ sao? Xem ra, cái này huyền vũ mảnh vỡ, thật sự là hết thảy mấu chốt a. Tinh Thiên chân nhân thở dài một hơi, đạo huyền tổ sư cũng là nghĩ dựa vào huyền vũ mảnh vỡ, trấn áp pho tượng tà khí. Nếu như cho hắn tuyển, hắn khẳng định là tuyển duy trì Diệp thần, dù sao Diệp thần mới thật sự là luân hồi chi chủ. Lão tiền bối, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, bộc phát toàn lực có thể hay không từ đạo huyền tổ sư trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp? Diệp thần hỏi, hắn vừa tới sáng đạo nhai thế giới không bao lâu, tinh không đảo, kiếm vũ điện, thiên hằng giáo phái, sáng đạo cung các loại thế lực so sánh thực lực, hắn còn không thể hoàn toàn nhìn trộm tinh tường. Tinh Thiên chân nhân nói, khó, 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 đạo huyền tổ sư, chính là sáng đạo nhai thế giới tồn tại cường đại nhất, muốn từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngô, ta ngày mai dẫn người đi kiếm vũ điện, cùng Khương Thánh Nữ bên kia tâm sự đi. Nghĩ đối kháng đạo huyền tổ sư, nhất định phải có Khương Thánh Nữ trợ lực. Diệp thần nói, Tinh Diên cô nương lạc đường, thật sự là nàng điêu ngoa kiệt ngạo, ta khó mà quản giáo, nhưng ta cũng có tội qua địa phương, lão tiền bối, tại đi kiếm vũ điện trước đó, ngươi chỉ cần cùng Khương Thánh Nữ biện bạch tinh tường. Hiện tại Tinh Diên không tại, chạy tới sáng đạo nhai, hơn phân nửa là không đụng tới thú hoàng pho tượng, còn có thể bị đạo huyền tổ sư người bắt lại, nếu là mẫu thân nàng Khương rít gào vân biết. Sợ là muốn triệt để bạo tẩu. Cho nên, chuyện này, Diệp thần nhất định phải sớm nói rõ ràng, miễn sinh hiềm khích. Tinh Thiên chân nhân thở dài, việc đã đến nước này, luân hồi chi chủ, vậy cũng trách không được ngươi, ta sẽ cùng Khương Thánh Nữ nói rõ ràng, ngươi lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Diệp thần gật đầu nói, được. Dừng một chút, Diệp thần lại hỏi, đúng rồi, lão tiền bối, ngươi nói các ngươi tinh không đảo, có một kiện thần vật. Hiến tế về sau, có thể phá hủy thú hoàng pho tượng, không biết là cái gì thần vật. Tinh Thiên chân nhân nói, chính là Vi Đà chân kinh một mảnh trang sách. Diệp thần thân thể chấn động, Vi Đà chân kinh. Vi Đà chân kinh danh hào, hắn tự nhiên là như sấm bên tai, đây chính là Siva vĩ đại truyền thừa A. Trong tay hắn cũng có hai trang Vi Đà chân kinh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tinh Thiên chân nhân nói tới thần vật, lại chính là Vi Đà chân kinh trang sách. Vi Đà chân kinh thần uy vô biên, nếu là thật có thể hiến tế thành công, vậy khẳng định đủ để phá hủy thiên không thú hoàng pho tượng.
Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, truyền thuyết Phi Đà Chân Kinh đại bộ phận, tại bến bờ vũ trụ bên trong, nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái này Phi Đà Chân Kinh, có ba mảnh trang sách rơi xuống dưới. Cái này ba mảnh trang sách, một mảnh tại Thương Linh Thuốc Giới chôn xương trong vực sâu, một mảnh đã từng trong tay Thiên Nam tu, về sau hắn cầm trang sách đi kiếm Bắc Giới, đổi Huyền Vũ mảnh vỡ. Còn có cuối cùng này một mảnh trang sách, liền tại ta Tinh Không Đảo trên tay. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hỏi, toàn bộ vô thời không, lưu truyền Phi Đà Chân Kinh trang sách, chỉ có ba mảnh. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, cái này ba trang Phi Đà Chân Kinh, mỗi một trang đều ẩn chứa vô biên năng lượng, đường lớn vô tận, phi thường khủng bố, nếu như có thể tìm hiểu huyền bí trong đó, thậm chí có cơ hội trực tiếp phi thăng bến bờ vũ trụ. Diệp Thần nói, phi thăng bến bờ vũ trụ, như thế thiên đại dụ hoặc a, lão tiền bối, kia hai trang Phi Đà Chân Kinh, kỳ thật liền trong tay ta, không biết trong tay ngươi Phi Đà Chân Kinh có thể hay không cho ta mượn nhìn qua. Diệp Thần đem chính mình nắm giữ hai trang Phi Đà Chân Kinh, đem ra, chỉ thấy kia hai trang kinh thư, sương mù hỗn độn tràn ngập, lộ ra vô tận thần bí. Từ cái này hai trang kinh thư bên trong, Diệp Thần đã từng lĩnh ngộ được một môn gọi Đại Thiên Kim Đao Trảm Thần Thông. Siva thần thông bí pháp, hắn còn nắm giữ lấy một môn Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, là lúc trước giả ly sư thái chỗ thụ. Cái này hai môn bí pháp, hủy diệt thần uy đều là vô cùng cường đại, nếu có thể lại lĩnh hội đến khác hủy diệt thần thông, thậm chí nhìn thấy phía sau Siva áo nghĩa, thậm chí là phi thăng bến bờ vũ trụ, kia Diệp Thần liền thật nghịch thiên. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, hắn muốn nhìn một chút Tinh Thiên Chân Nhân trong tay Phi Đà Chân Kinh trang sách, ba mảnh trang sách lẫn nhau xác minh, nói không chừng còn có thể lĩnh hội đến càng thâm hậu diệu pháp. Tinh Thiên Chân Nhân nhìn thấy Diệp Thần móc ra hai trang kinh thư, cũng là lấy làm kinh hãi, nói, nguyên lai cái này hai mảnh trang sách, đều trong tay ngươi a. Luân hồi chi chủ, kia Siva thập pháp, không biết ngươi lại lĩnh ngộ nhiều ít. Diệp Thần hỏi, cái gì Siva thập pháp? Tinh Thiên Chân Nhân nói, chính là Siva cường đại nhất 10 môn tuyệt học, Cửu Thiên Chân Lôi Chú, Cửu Dương Hám Thiên Trùy, Cực Quang Thiên Đao, Kim Cương Bất Hủ Thể, Hỗn Độn Quy Nguyên Nhãn, Bán Nguyệt Thần Kiếm Quyết, Thiên Trảm, Đại Than Xúc, Thiên Thủ Bách Tý Đại Uy Thiên Long, Vô Thượng Diệt Thế Chân Giải. Siva lấy ngập trời hủy diệt, che đậy chư thần sức chiến đấu chứ danh, luận thuần túy sức chiến đấu, hắn có thể nghiền ép hết thảy trụ thần. Tuyệt học của hắn, ngàn ngàn vạn vạn, Siva thập pháp chính là trong đó tồn tại cường đại nhất. Truyền thuyết Thái Sơ ánh sáng, lơ lửng tại một mảnh trên đại dương bao la mặt, kia đại hải gọi hủy diệt quang hải, tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt, trụ thần nhục thân sau khi vỡ vụn, linh hồn sẽ tự động rơi vào hủy diệt quang hải, tiếp nhận vô biên thống khổ cùng tra tấn, 72 trụ thần, ai cũng không dám tới gần hủy diệt chi hải, chỉ sợ lọt vào trùng kích. Nhưng Siva là một ngoại lệ, hắn dám khô tòa tại hủy diệt chi hải bên cạnh vô tận kỷ nguyên, thân thụ vô tận trùng kích mà không chết, thậm chí cho hắn lĩnh ngộ ra chí cao vô thượng hủy diệt áo nghĩa. Diệp Thần một trận rung động, hắn tự nhiên biết Siva cường đại, giờ phút này từ Tinh Thiên Chân Nhân trong miệng, hắn đối Siva cường đại, lại có càng thâm nhập thể ngộ. Siva thần thông, ta chỉ nắm giữ lấy một môn Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, còn có một môn Đại Thiên Kim Đao Trảm. Diệp Thần nói, Tinh Thiên Chân Nhân lắc lắc đầu nói, cái này hai môn bí học, đều là Phi Đà Chân Kinh bên trong đường nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chân chính cường đại đạo pháp, là kia Siva thập pháp. Diệp Thần chấn động, trong mắt hắn, Đại Thiên Thần Diệt Trưởng cùng Đại Thiên Kim Đao Trảm, đều đã là vô cùng cường hãn tồn tại, không nghĩ tới chỉ là tại Phi Đà Chân Kinh bên trong, đây chỉ là không quan trọng đường nhỏ. Chân chính lợi hại tuyệt học, là kia Siva thập pháp. Tinh Thiên Chân Nhân lại nói, luân hồi chi chủ, người thiên phú siêu phàm, nếu là có trang thứ ba Phi Đà Chân Kinh, có lẽ có thể tìm hiểu ra Siva thập pháp áo nghĩa cũng không nhất định. Bất quá, cái này trang thứ ba Phi Đà Chân Kinh, ta Tinh Không Đảo đã giao cho Kiếm Vũ Điện. Diệp Thần nói, sách này trang không tại lão tiền bối trong tay a. Tinh Thiên Chân Nhân nói, không tại, tại Khương Thánh Nữ trong tay, Phi Đà Chân Kinh năng lượng mênh mông vô biên, pháp tắc lại cực kỳ kiên cố, ta Tinh Không Đảo không có hiến tế phá hư năng lực, chỉ có thể giao cho Kiếm Vũ Điện xử lý. Kiếm Vũ Điện chế tạo một cái hỗn độn thần ma trận, mượn nhờ trận này có thể hiến tế Phi Đà Chân Kinh một trang sách, từ đó bộc phát kinh thiên uy lực, đem kia thú hoàng pho tượng phá hủy. Bất quá, sáng đạo cung bên kia, đạo huyền tổ sư chết cũng không chịu phá hủy pho tượng, chúng ta Bắc Minh cùng bọn hắn Nam Minh, kia là không chết không thôi. Diệp Thần nói, Phi Đà Chân Kinh như thế vật chân quý,
nếu là hiến tế vậy thì đáng tiếc. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy a, nhưng đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu không, không phá hủy kia thú hoàng pho tượng, ta sáng đạo nhai thế giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diệp Thần nói, vẫn là nghĩ biện pháp đoạt lại huyền vũ mảnh vỡ đi, ta tự mình xuất thủ, chân áp pho tượng kia tà khí, liền có thể bảo trụ vi đà chân kinh. Nếu có thể cầm tới huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, hắn có lòng tin chân áp thú hoàng pho tượng tà khí. Tinh Thiên Chân Nhân nói, hy vọng đi, ân, luân hồi chi chủ, ta liền cùng Khương Thánh Nữ nói một tiếng, đợi ngày mai chúng ta đi đến kiếm vũ điện, người có thể hỏi nàng mượn đọc vi đà chân kinh. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ lão tiền bối. Thương nghị thỏa đáng, Diệp Thần cùng Tinh Thiên Chân Nhân, từ dưới đất trong phòng đi tới. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thiên không thú hoàng, thập vĩ thần thú, thanh liên đạo tổ, sáng thế thanh liên, nhân tổ nam hoa lão quân, vi đà chân kinh, Siva thập pháp các loại khái niệm, ân oán liên quan hết sức phức tạp. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể xem từng bước đi từng bước, chỉ mong ngày mai đi đến kiếm vũ điện, cùng Khương Dít Gào Vân gặp mặt, hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi. Diệp Thần cùng ngày liền ở trong tinh không đảo, lại nếm thử thôi diễn tinh diên cắt hung, trong đầu lại hoàn toàn không nhìn thấy tinh diên bộ dáng, chỉ thấy thập vĩ thần thú kinh dị quỷ dị to lớn thân ảnh. Trong lòng của hắn chỉ cần vừa nghĩ tới tinh diên hình tượng, liền sẽ bị thập vĩ thần thú thay thế. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thần thậm chí có chút quên đi tinh diên bộ dáng, nghĩ tới nàng, trong đầu cũng chỉ có thập vĩ thần thú thân ảnh. Tinh diên phảng phất đã bị thập vĩ thần thú thay thế, hoặc là nói, nàng đã biến thành thập vĩ. Diệp Thần nội tâm một trận không hiểu hàn ý, dùng mình, nhưng cũng không biết chân tướng như thế nào. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Thần liền cùng Tinh Thiên Chân Nhân, còn có tinh không đảo một chút cao tầng cường giả, xuất phát tiến về kiếm vũ điện. Tinh Thiên Chân Nhân trước tiên phát bệnh tín phù, cáo chi kiếm vũ điện, chính mình sẽ phải cùng Diệp Thần bái phỏng, cùng nói rõ tinh diên lạc đường, thật sự là gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với Diệp Thần, lại nói Diệp Thần muốn mượn đọc vi đà chân kinh sự tình. Một đoàn người đạp trên tinh không đảo đặc hữu tinh toa pháp bảo, lấy cực nhanh tốc độ, bay hướng kiếm vũ điện. Ban ngày hung thú ẩn độn, kia thú hoàng pho tượng tà khí không hiện, cho nên Diệp Thần bọn người rất an toàn, cũng sẽ không gặp hung thú tập kích, thú triều thiên tai chỉ có ở buổi tối thời điểm, mới có thể tứ ngược. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người, liền đến kiếm vũ điện trước sơn môn. Kiếm vũ điện sơn môn, vạn cổ phiêu mưa, tí tách nước mưa, rơi vào trên núi. Cây xanh thanh tùng một mảnh xanh ngắt, không khí mang theo từng tia thấm vào ruột gan khí tức, từng tòa cổ pháp lịch sự tao nhã cung điện, xen vào nhau phân bố ở trong núi. Kiếm vũ điện 10 cái tiếp khách trưởng lão, đã sớm tại sơn môn khẩu chờ đợi, nhìn thấy Diệp Thần, Tinh Thiên Chân Nhân một đoàn người đến, liền lập tức tiến lên nghênh đón. Luân hồi chi chủ, Tinh Thiên Chân Nhân, mời vào bên trong. Một cái tiếp khách trưởng lão, cười tủm tỉm đưa tay mời nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Tinh Thiên Chân Nhân một đoàn người, tại tiếp khách trưởng lão mời mọc, bước vào kiếm vũ điện bên trong sơn môn. Xoát xoát xoát. Nhưng không ngờ, Diệp Thần vừa mới bước vào kiếm vũ điện sơn môn, hai bên trong núi rừng, liền xông ra 10 cái áo đen hộ pháp, thân như báo đen nhanh nhẹn, xuất thủ hướng Diệp Thần cầm nã mà đi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, kia 10 cái áo đen hộ pháp, tu vi khí tức cực kỳ cường đại, liên thủ trùng sát mà đến, thanh thế gào thét cường hoành. Diệp Thần chỉ có thiên nguyên cảnh 9 tầng cao giai tu vi, vạn vạn không phải địch thủ. Đột nhiên phát sinh biến hóa, cũng là làm cho Tinh Thiên Chân Nhân kinh hãi, quát, các ngươi muốn làm gì? Nhưng này 10 cái áo đen hộ pháp, ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đều là mang theo lạnh lẽo chi sắc, tiếp tục hướng về Diệp Thần cầm nã mà đi. Chung quanh tiếp khách các trưởng lão, gương mặt cũng là trở nên túc sát, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thần, lại có người đem Tinh Thiên Chân Nhân cùng một đám tinh không đảo các trưởng lão ngăn cách. Phòng ngừa bọn hắn xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần đối mặt 10 cái áo đen hộ pháp vây công, lập tức liền lâm vào trong hiểm cảnh, nhưng hắn gặp nguy không loạn, quát. Vạn hoa đồng huyết nhãn, minh nguyệt bát hoang, ta thân nhập huyễn nguyệt. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần trực tiếp mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, mắt phải bên trong có nhất câu trăng khuyết đồ đằng hiển hiện, trên thân tràn ngập ra ánh trăng, cả người nhất thời trở nên mông lung, như hư như huyễn. Suy suy suy. Kia 10 cái áo đen hộ pháp, bàn tay trực tiếp từ Diệp Thần thân thể xuyên qua, thật giống như xuyên thấu một đạo huyễn ảnh, không những không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần, ngược lại đánh trả đả thương người một nhà. Chúng hộ pháp kinh hãi,
chỉ gặp Diệp Thần cả người, vẫn là đứng tại chỗ, bọn hắn cũng có thể thấy rõ, nhưng hết lần này tới lần khác đụng vào không đến Diệp Thần thân thể. Diệp Thần thật giống như biến thành một vòng huyễn ảnh, thấy rõ không thể sờ. Chúng hộ pháp trao đổi một chút ánh mắt, rút đao ra kiếm, hướng Diệp Thần chém tới, nhưng cũng tựa như là chém vào trong không khí, tổn thương chút nào không đến Diệp Thần. Các ngươi muốn giết ta, Khương Thánh Nữ ở đâu? Diệp Thần sắc mặt nặng nề kêu lên, trên người hắn tràn ngập mộng ảo ánh trăng, kia là Nguyệt Chi Thạch Quang Huy, tại vừa mới mạo hiểm trong nháy mắt, hắn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, cùng vận dụng Nguyệt Chi Thạch năng lượng, tại chỗ liền để thân thể của mình, hóa thành mộng ảo bọt nước, ngoại nhân không thể chạm đến. Kia 10 cái áo đen hộ pháp, đều là kiếm vũ điện bên trong cường giả, nếu quả như thật chém giết, Diệp Thần coi như có thể thắng, cũng thế tất trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, hắn thân độn huyễn nguyệt, tránh đi phong mang. Chúng hộ pháp đem hết toàn lực, cũng không đả thương được Diệp Thần, nội tâm lập tức liền luống cuống, chỉ cho là Diệp Thần có ngày phù hộ thần trợ, lúc này nghe được Diệp Thần hỏi thăm, cũng không dám đáp lại, từng cái lui về sau đi. Tinh Thiên chân nhân hét lớn, là ai ra lệnh? Luân hồi chi chủ thế nhưng là thiên tổ người đại diện, các ngươi dám can đảm phạm thượng, thật sự là không muốn sống nữa. Chúng hộ pháp càng là kinh hoàng, một mặt sợ hãi, đầu gối như nhũn ra, liền muốn cho Diệp Thần quỳ xuống thỉnh tội. Không cho phép quỳ. Ngay lúc này, một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên. Chỉ gặp đầy trời phiêu trong mưa, một đạo trong sáng lạnh thấu xương, hàn như thu xương thân ảnh, từ kiếm vũ điện sơn môn bên trên hàng lâm xuống. Chính là một cái cung trang mỹ phụ nhân, tướng mạo cùng Tinh Diên giống nhau đến mấy phần. Nàng liền là Tinh Diên mẫu thân, Khương Khiếu Vân. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, âm thầm lưu tâm. Chúng hộ pháp nhìn thấy Khương Khiếu Vân giáng lâm về sau, lập tức liền an lòng rất nhiều, không tiếp tục hướng Diệp Thần quỳ xuống, ngược lại hướng Khương Khiếu Vân khom người nói, tham kiến thánh nữ đại nhân. Chỉ gặp Khương Khiếu Vân hờ hững nhìn xem Tinh Thiên chân nhân, nói, là ta ra lệnh, có vấn đề gì không? Tinh Thiên chân nhân đối Diệp Thần kính nếu thần minh, giờ phút này nhìn thấy Khương Khiếu Vân còn muốn cầm nã Diệp Thần, hắn vô cùng phẫn uất, nói, Khương Thánh Nữ, ngươi là trách tội luân hồi chi chủ, không có coi trọng ngươi nữ nhi. Đây không phải là lỗi của hắn, là con gái của ngươi sai. Khương Khiếu Vân gật đầu nói, ta biết, Tinh Diên đứa bé kia, một mực liền không có để cho người ta bớt lo, nàng chịu thú hoàng pho tượng tà khí mê hoặc, chạy tới sáng đạo nhai, nhưng còn không có tiếp xúc đến pho tượng. Liền đã bị đạo huyền tổ sư bắt được. Đạo huyền tổ sư hôm qua phát tới thiếp mời, nói ta nếu nghĩ nữ nhi mạng sống, liền lấy luân hồi chi chủ đầu người đi đổi. Người tới, cầm xuống luân hồi chi chủ. Tinh Thiên chân nhân đại chấn, cảm thấy thầm kêu hỏng bét, Tinh Diên quả nhiên là bị đạo huyền tổ sư bắt lấy, thành con tin, nhưng ở trong lòng của hắn, Diệp Thần mệnh, nhưng so sánh Tinh Diên mệnh quý giá nhiều. Khương Khiếu Vân, ngươi dám mạo phạm luân hồi chi chủ. Liền là mạo phạm thiên tổ. Con gái của ngươi luân lạc tới hôm nay, đều là gieo gió gặt bão. Ngươi nếu dám tổn thương luân hồi chi chủ, ta liền liều mạng với ngươi. Tinh Thiên chân nhân tiến lên trước một bước, toàn thân thiên đế khí bành trướng, liền bộc phát ra từng sợi tinh quang kiếm khí, tại sau lưng lơ lửng, vận sức chờ phát động. Khương Khiếu Vân sắc mặt lạnh nhạt, nói, Tinh Thiên chân nhân, ngươi không cần tức giận, không ai có thể thay thế thiên tổ, cái này Diệp Thần. Chính là một cái tiếm chủ, chúng ta đem hắn giao cho đạo huyền tổ sư tốt nhất, nhưng đạo huyền tổ sư xuất thủ giết hắn, chúng ta cũng có thể tránh cho nhiễm nhân quả. Ha ha, đến lúc đó, đạo huyền tổ sư tổn hao lực lượng, chúng ta nói không chừng còn có thể nhất cử phản công đâu. Dứt lời, Khương Khiếu Vân bỗng nhiên xuất thủ, chỉ gặp một đạo hỗn độn khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành một mảnh trang sách, đúng là vi đà chân kinh trang sách. Soạt, Khương Khiếu Vân linh khí thôi động. Kia vi đà chân kinh trang sách, liền thăng thiên mở rộng bành trướng, hóa thành một mảnh hỗn độn thương khung, tràn ngập ra vô cùng kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này áp chế xuống, Tinh Thiên chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là không cách nào động đậy, cả kinh nói, ngươi chấp trưởng vi đà chân kinh. Khương Khiếu Vân không nói gì, thôi động vi đà chân kinh lực lượng, đi chấn áp Diệp Thần. Diệp Thần thân thể tại huyễn nguyệt trong ảo cảnh, nhưng cũng tránh không khỏi cỗ này chấn áp. Một nháy mắt liền cảm thấy khí tức trệ tắc nghẽn, hô hấp không khoái. Thiên quang luân hồi chảm, phá cho ta. Diệp Thần cũng không có thúc thủ chịu trói, quát to một tiếng, tại vi đà chân kinh uy áp dưới, cưỡng ép xuất thủ, trên thân bộc phát ra từng đầu thuần bạch sắc kiếm quang, vù vù rung động,
phô thiên cái địa hướng về Khương Khiếu Vân chém tới. A, à, kiếm pháp cũng không tệ, đáng tiếc người tu vi quá kém. Khương Khiếu Vân nhìn thấy Diệp Thần sát trời kiếm đạo hung mãnh, lập tức liền có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, bất quá nàng không chút kinh hoàng, dù sao tu vi của nàng, so với Diệp Thần cường hãn nhiều lắm. Mà lại, nơi này vẫn là kiếm vũ điện địa bàn, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận. Thiên đế thần tuyết trưởng. Khương Khiếu Vân không chút hoang mang, trên thân thiên đế khí bạo dũng mà lên, một trưởng gào thét mà ra, trưởng phong vô cùng lạnh thấu xương xâm nghiêm, sắp xếp núi đảo hải, trực tiếp liền đem Diệp Thần phóng tới thuần trắng kiếm quang, toàn bộ một trưởng ép diệt đi. Kia cỗ hung mãnh trưởng thế, thậm chí hướng về Diệp Thần quét sạch mà đi. Răng rắc răng rắc. Diệp Thần thân thể, lọt vào Khương Khiếu Vân trưởng thế oanh kích, lập tức xương sườn đứt gãy, rên khẽ một tiếng, hắn đang muốn liều lĩnh đại giới, thiêu đốt luân hồi huyết mạch, bộc phát đạo thiên kiếm, cá chết lưới rách. Nhưng lúc này, chợt thấy Khương Khiếu Vân lặng lẽ hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ có lời khó nói gì. Diệp Thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ Khương Thánh Nữ cũng không muốn tổn thương ta. Hắn ngưng thần cảm ứng, từ trên thân Khương Khiếu Vân hoàn toàn chính xác bắt giữ không đến cái gì sát khí, ngược lại có cỗ mịt mờ không hiểu, thâm trầm bất đắc dĩ suy nghĩ. Khương Khiếu Vân, tựa hồ là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tạm thời đè xuống cá chết lưới rách suy nghĩ. Khương Khiếu Vân tái xuất một trường, phịch một tiếng, đem Diệp Thần đánh ngã xuống đất, kêu lên, người tới, đem luân hồi chi chủ cầm xuống. Chương 11272, cầm xuống. Tả hữu hộ pháp phi thân mà ra, lấy ra câu đao cùng xiềng xích, trước đem Diệp Thần xương tỉ bà, dùng câu đao quán xuyên, lại đem xiềng xích sâu vào. Diệp Thần lập tức cảm thấy một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhưng gặp Khương Khiếu Vân con người chỗ sâu, tựa hồ cũng là mang theo không thể làm gì thần sắc, hắn liền không có phản kháng. Hắn cũng không lo lắng Khương Khiếu Vân có thể giết chết chính mình, dù sao hắn luân hồi mộ trong đất, còn có thiên đấu sát thần tỏa chấn. Mặc dù, thiên đấu sát thần không thể tùy tiện nhiễm nhân quả, bình thường trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhưng nếu như Diệp Thần thật đụng phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây cũng là Diệp Thần lực lượng. Nữ nhân này có chút cổ quái, mặt ngoài ngoan độc, nhưng nội tâm tựa hồ cũng không cố ý tổn thương ngươi. Thiên đấu sát thần ánh mắt phi thường độc ác, cũng là nhìn ra Khương Khiếu Vân mâu thuẫn, cho nên giờ phút này nhìn thấy Diệp Thần bị xích sắt xuyên qua xương tỉ bà, hắn cũng không có lập tức động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần âm thầm gật đầu, lập tức cũng không có tùy tiện phản kháng. Khương Khiếu Vân, ngươi dám đả thương luân hồi chi chủ. Tinh Thiên chân nhân vô cùng phẫn nộ, liều mạng giãy giụa, muốn xuất thủ cứu Diệp Thần, nhưng hắn bị Vi Đà chân kinh khí tức ngăn chặn, thân thể chỉ cần một hoạt động, từng sợi hỗn độn khí liền từ dưới chân hắn toát ra, như xiềng xích quấn quanh tay chân của hắn, hắn căn bản là không có cách động đậy. Cái này Vi Đà chân kinh, liền là như thế lợi hại, coi như chỉ có một trang giấy, nhưng có thể phát huy ra trong đó lực lượng, đủ để nhẹ nhõm áp chế thiên đế. Khương Khiếu Vân mặt không đổi sắc, nói, đem luân hồi chi chủ áp đi hắc ngục cấm địa, Tinh Thiên chân nhân liền dẫn đi, dưỡng sinh điện, hảo hảo an trí. Chúng hộ pháp đáp, đúng. Lập tức liền chia hai nhóm, phân biệt áp lấy Diệp Thần cùng Tinh Thiên chân nhân rời đi. Diệp Thần bị mấy cái áo đen hộ pháp, bắt giữ lấy một mảnh đầm lầy, trong vùng đầm lầy, âm u khắp trốn chướng khí, nổi lơ lửng rất nhiều oan hồn, còn có chút quỷ dị ma vật đang lảng vãng. Nhìn kỹ lại, kia đầm lầy trên thực tế là từng mảnh huyết nhục vũng bùn, là dùng người huyết nhục, còn có hung thú huyết nhục trầm tích mà thành, từng sợi thi xú vị tràn ngập. Diệp Thần nhướng mày. Hắn xương tỳ bà bị tỏa liên xuyên qua, kịch liệt đau nhức vô cùng, kia xiềng xích tựa hồ còn mang theo giam cầm linh khí hiệu quả, hắn toàn thân linh khí không lưu chuyển thuận lợi, may mắn giống tinh chi thạch, nguyệt chi thạch chờ bảo thạch, không cần nhiều ít linh khí cũng có thể thôi động. Diệp Thần liền tế ra nguyệt chi thạch, huyễn hóa ra một mảnh trăng sáng phúc địa huyễn cảnh, sau lưng có một vầng minh nguyệt dâng lên, chung quanh huyết nhục vũng bùn đầm lầy, cũng ở dưới ánh trăng hóa thành thanh u sơn thủy phúc địa. Tuy nói mảnh này sơn thủy phúc địa, chỉ là ảo giác, nhưng Diệp Thần huyễn thuật, đã cường đại đến dĩ giả loạn chân tình trạng, thậm chí ngay cả mình đều có thể lừa qua, liền xương tỳ bà bị xỏ xuyên đau đớn, đều bị che giấu đi qua. Diệp Thần ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ một hồi, đã thấy đến một đạo thanh lãnh thân ảnh, chậm rãi đạp đến, chính là Khương Khiếu Vân. Khương Khiếu Vân nhìn thấy Diệp Thần bố trí huyễn cảnh, lấy làm kinh hãi,
nói, luân hồi chi chủ, người thủ đoạn thật sự là lợi hại. Nàng tiếng nói, đã không giống trước đó như vậy lạnh lùng, mà là mang theo một vòng sùng kính cùng tán thưởng ý vị, vừa áy náy. Diệp thần nói ra, Khương thánh nữ, có thể thả ta đi. Khương Khiếu Vân thân thể run lên, nói, đúng, thiếp thân đắc tội. Nàng cuống quyết đi đến Diệp thần trước mặt, nhẹ nhàng đem Diệp thần xương tỳ bà chỗ xiềng xích lôi ra đến, cũng may Diệp thần sớm bố trí huyễn thuật, cũng là chưa phát giác đau đớn. Hô! Diệp thần nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thiếp thân mạo phạm, tội chết, tội chết. Khương Khiếu Vân kinh sợ, trực tiếp liền cho Diệp thần quỳ xuống. Diệp thần khẽ giật mình, nhưng cũng không nghĩ tới, Khương Khiếu Vân sẽ như thế khiêm cung sợ hãi, hắn nhẹ nhàng đưa nàng đỡ dậy, nói, bá mẫu không cần như thế, ân, chỉ là không biết ngươi mới, vì sao muốn như thế đối với ta. Khương Khiếu Vân nói, bởi vì ta kiếm vũ điện bên trong, có sáng đạo cung nội ứng, thiếp thân ở trước mặt người ngoài đủ loại cử động, chỉ là vì mê hoặc đạo huyền tổ sư. Diệp thần nói, thật sao? Khương Khiếu Vân hoảng hốt vội nói, đúng là như thế. Thiếp thân đối luân hồi chi chủ trung tâm chứng giám, ngươi là thiên tổ người đại diện, thiếp thân tự nhiên cung kính cung phụng, hết thảy đều nghe luân hồi chi chủ phân phó. Thiếp thân ở trước mặt người ngoài cường ngạnh, chỉ là hành động bất đắc dĩ, dù sao thiếp thân chấp trưởng kiếm vũ điện đại quyền, nếu không có uy nghiêm, không đủ để lập thân, ai, kỳ thật thiếp thân bất quá là một giới yếu đuối nữ lưu, nếu là sư phụ mạnh khỏe, thiếp thân cũng không đến nỗi như thế. Diệp thần khẽ giật mình, hắn nguyên bản còn lo lắng. Khương Khiếu Vân tính tình cường ngạnh táo bạo, không tốt ở chung, không nghĩ tới nàng cường ngạnh, kỳ thật chỉ là ngụy trang, trên bản chất tính tình 10 phần yếu đuối. Lúc này Khương Khiếu Vân, vành mắt ửng đỏ, tay chân luống cuống đứng tại Diệp thần trước người, bứt rứt bất an, nơi nào còn có vừa mới cao cao tại thượng thánh nữ tư thái. Sư phụ ngươi là, Diệp thần lại hỏi. Khương Khiếu Vân nói, chính là ta kiếm vũ điện điện chủ, hắn lúc trước nghiên cứu ra hỗn độn thần ma trận, bởi vậy hao hết tinh thần tâm huyết. Lâm vào tiểu tụy, bây giờ còn đang bế quan điều dưỡng, kiếm vũ điện trong ngoài sự vụ, liền do ta toàn diện chấp trường. Hỗn độn thần ma trận. Diệp thần nhớ kỹ trận pháp này, tinh thiên chân nhân nói qua, đây là có thể đem ra phá giải vi đà chân kinh pháp tắc, từ đó đem vi đà chân kinh hiến tế rơi đặc thù trận pháp. Các ngươi thật định dùng hỗn độn thần ma trận, hiến tế vi đà chân kinh, đi phá hư kia thú hoàng pho tượng. Diệp thần hỏi. Khương Khiếu Vân nói. Vì đà chân kinh là bất thế xuất thần vật, nếu là có biện pháp tốt hơn, vậy dĩ nhiên vẫn là không muốn lãng phí cho thỏa đáng. Diệp thần nói, người đưa người trong tay vì đà chân kinh trang sách, cho ta mượn nhìn xem. Chương 11273, đầy đủ sao? Khương Khiếu Vân cuống quyết tế ra vì đà trang sách, cung kính hiện lên cho Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, mời xem qua. Diệp thần gật gật đầu, liền nhận lấy. Khương Khiếu Vân thấp thỏm hỏi, luân hồi chi chủ, bây giờ tinh diên đứa bé kia, rơi xuống đạo huyền tổ sư trong tay, lại không biết ngươi có gì giải cứu chi pháp. Diệp thần nhướng mày, trầm ngâm suy nghĩ lấy đối sách. Khương Khiếu Vân hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, nhà đầu kia luân lạc tới hôm nay, đều là chính nàng gieo gió gặt bão, nếu như ngươi thực sự cứu không được nàng, quên đi. Nàng vô cùng rõ ràng, Diệp thần vì tinh diên bỏ ra quá nhiều. Nếu như tinh diên không tìm đường chết, không chính mình rời đi, chạy tới sáng đạo nhai, nàng đã sớm có thể trở lại kiếm vũ điện. Diệp thần nắm chặt lại quyền, nói, tinh diên cô nương lúc trước vì ta ngăn cản một kiếm, ta không thể nhìn nàng chết, có thể cứu nhất định phải cứu, nếu không ta đạo tâm có thua thiệt, mà lại. Mà lại, Diệp thần vừa nghĩ tới tinh diên thời điểm, trong đầu liền sẽ nhảy ra thập vĩ thần thú cái bóng, nhưng hắn phi thường bất an. Nếu như không đi cứu tinh diên. Hắn rất là lo lắng, tinh diên sẽ trực tiếp biến thành thập vĩ thần thú. Dạng này liền thực sự quá kinh khủng, Diệp thần tuyệt không thể nhìn loại sự tình này phát sinh. Khương Khiếu Vân nghi ngờ nói, mà lại cái gì? Diệp thần khoát tay một cái nói, không có gì, ân, sáng đạo cung bên kia nói là, muốn bắt mệnh của ta, đi đổi tinh diên mệnh. Khương Khiếu Vân sợ hãi nói, là, đạo huyền tổ sư, hắn đã điên rồi, tinh diên nhà đầu kia, mệnh của nàng. Lại có tài đức gì, dám cùng luân hồi chi chủ tính mạng của ngươi đánh đồng. Diệp thần cười ha ha, nói, đạo huyền tổ sư muốn đổi mệnh, vậy thì do lấy hắn đi, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tương kế tự kế. Khương Khiếu Vân đồng tử co rụt lại, nói, tương kế tự kế. Luân hồi chi chủ, ngươi nói là. Diệp thần nói, đạo huyền tổ sư có hay không nói,
lúc nào giao dịch? Khương Khiếu Vân nói, hắn cho ta thất ngày thời gian, nói 7 ngày sau đó, nếu như không thể mang theo đầu của ngươi, đi sáng đạo cung, hắn liền đem nữ nhi của ta giết. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, 7 ngày sau. Hắn bấm ngón tay đẩy tính một chút 7 ngày sau cắt hung, lập tức liền cảm thấy, cho dù hắn tương kế tự kế, nhưng nếu như bước vào sáng đạo cung địa bàn, vẫn là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Suy tính đến nguy hiểm như vậy tương lai, Diệp Thần lông mày cũng là gấp khóa, cục diện tựa hồ so hắn trong tưởng tượng, còn gai góc hơn rất nhiều. Luân hồi mộ địa chi bên trong, thiên đấu sát thần thanh âm truyền ra, nói, mộ chủ, có thể giải quyết sao? Nếu như thực tại không giải quyết được, ta có thể mạo hiểm xuất thủ giúp ngươi, mặc dù đại giới to lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi độc thân tác chiến. Diệp Thần trầm giọng nói, còn không cần, thiên đấu sát thần, dù sao ngươi là gánh vác đại nhân quả người, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là tốt hơn là không nên xuất thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Khương Khiếu Vân vừa mới cho hắn vi đà chân kinh trang sách, mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được, cái này vi đà chân kinh, tựa hồ liền là phá cục nơi mấu chốt. Khương bá mẫu, cái này 7 ngày, ta yêu cầu bế quan lĩnh hội vi đà chân kinh, ngươi thay ta hộ pháp. Diệp Thần nói, Khương Khiếu Vân lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi muốn lĩnh hội vi đà chân kinh sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, 7 ngày sau chúng ta dẫm nhập sáng đạo cung địa bàn, sợ là hung hiểm trùng điệp, nếu là có thể thử vi đà chân kinh ngộ ra cái gì bảo mệnh thần thông, liền có thể nhiều một phần lực lượng. Khương Khiếu Vân nói, vi đà chân kinh thâm thúy thần bí, muốn lĩnh hội, chỉ sợ không dễ dàng a. Diệp Thần cười nói, ngươi thay ta hộ pháp liền có thể, ta tự có chừng mực. Khương Khiếu Vân sợ hãi nói, đúng, nàng không còn dám nhiều lời, liền thủ hộ tại Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần khoanh chân ngồi, đem chính mình nắm giữ hai trang kinh thư, cũng đem ra, cùng Khương Khiếu Vân cho kia một tờ, ba trang kinh thư cộng đồng lơ lửng tại trước người hắn, tản mát ra vô biên hỗn độn khí, trang sách bên trên đủ loại thâm thúy phức tạp phù văn, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt. Diệp Thần nhíu mày ngưng thần nhìn xem, tính toán ba trang kinh thư bên trên đủ loại áo nghĩa biến hóa, kinh thư nhiều một tờ, có thật nhiều thần thông lý luận bế tắc chỗ, lẫn nhau đạt được xác minh, Diệp Thần liền có một cỗ rộng mở trong sáng cảm giác. Nhưng chỉ có ba trang, muốn lĩnh hội đến cái gì lớn thần thông, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Khương Khiếu Vân thận trọng nói, vì đà chân kinh bên trong lợi hại nhất tuyệt học, là Siva thập pháp, nhưng cái này Siva thập pháp huyền bí. Thu nhận sử dụng tại vi đà chân kinh tác phẩm vĩ đại bên trong, chúng ta chỉ có ba mảnh giải rác trang sách, muốn lĩnh hội Siva thập pháp, chỉ sợ khó hơn lên trời nha. Vi đà chân kinh tác phẩm vĩ đại, tại bến bờ vũ trụ phía trên, chỉ có lĩnh hội kia tác phẩm vĩ đại, mới có thể nắm giữ Siva thập pháp huyền bí. Nếu như chỉ có ba mảnh lẻ loi trơ trọi trang sách, gần như không có khả năng lĩnh hội đến cái gì cường đại thần thông, chỉ có thể lĩnh ngộ một chút thô thiển kỹ pháp. Tỷ như Diệp Thần Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, Đại Thiên Kim Đao Trảm, đều là Siva trong truyền thừa điều chỉnh yếu ớt tồn tại, mặc dù uy lực cũng tương đương hung mãnh, nhưng hoàn toàn không đủ để dung chuyển đạo huyền tổ sư. Vì đà chân kinh bên trong, có thể dung chuyển đạo huyền tổ sư, chỉ có kia Siva thập pháp. Diệp Thần cũng không vội nóng nảy, yên lặng tìm hiểu, lại hướng Khương Khiếu Vân nói, Khương bá mẫu, ta còn cần đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên, nếu ngươi thuận tiện. Có thể lấy một chút cho ta, tương lai ta sẽ đủ số trả lại ngươi. Khương Khiếu Vân hoảng hốt vội nói, đúng, luân hồi chi chủ, mời ngươi chờ một lát. Nàng lúc này rời đi mảnh này hắc ngục cấm địa, không tiêu đã lâu, liền mang theo một cái túi đựng đồ trở về, cung kính đưa cho Diệp Thần nói. Ta kiếm vũ điện một nửa kho tàng chân bảo, đều ở nơi này, luân hồi chi chủ, ngươi nhìn đủ chưa? Chương 11274, vô thượng tuyệt học. Diệp Thần tiếp nhận túi chữ vật, liếc nhìn một chút, liền thấy kia trong túi chữ vật, tràn đầy thiên tài địa bảo cùng linh thạch, hắn hài lòng gật đầu nói, có thể, đầy đủ, đa tạ bá mẫu. Khương Khiếu Vân không dám hỏi Diệp Thần muốn nhiều như vậy tài nguyên làm cái gì, chỉ yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Kỳ thật Diệp Thần là làm nhiều tay chuẩn bị, 7 ngày sau đi sáng đạo cung, coi như hắn có thể lĩnh ngộ vi đà chân kinh bên trong vô thượng bí pháp, nhưng muốn đối kháng đạo huyền tổ sư, khả năng còn chưa đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều lực lượng. Hiện tại huyết long sức sống còn không có khôi phục, Diệp Thần cầm đến đại lượng tài nguyên, lại không phải cho huyết long khôi phục nguyên khí. Bởi vì,
huyết long trước đó cùng đấu chiến thần, hao tổn thực sự quá lớn, dựa vào đồng dạng tài nguyên, đã không cách nào làm cho nó phục hồi như cũ, trừ phi là tinh luyện bát vĩ năng lượng đi đút nuôi nó. Diệp Thần hỏi Khương Khiếu Vân yêu cầu tài nguyên, là muốn rèn đúc Chủy Thủ Vũ. Chủy Thủ Vũ, ngày xưa cửu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan, vô cùng sắc bén, sát phạt ngập trời. Nếu là có thể chế tạo ra Chủy Thủ Vũ, Diệp Thần 7 ngày sau đối kháng đạo huyền tổ sư, liền có thể nhiều một phần thắng. Lập tức, Diệp Thần liền đem Khương Khiếu Vân cho tài nguyên, cầm lấy đi chế tạo Chủy Thủ Vũ. Hắn có Chủy Thủ Vũ bản vẽ, chỉ cần đem rất nhiều thiên tài địa bảo tài nguyên, dung luyện sau quán chú đến bản vẽ bên trong đi, Chủy Thủ Vũ cái này vĩ đại kỳ quan, liền có thể tự động tạo ra, cũng là 10 phần thuận tiện, không cần hắn ngoài định mức tốn hao tinh lực, chỉ cần thu thập tài nguyên là đủ. Cửu thương cổ hoàng tư tưởng Chủy Thủ Vũ, phi thường vĩ đại, đương Chủy Thủ Vũ rơi xuống, chư thiên tà ma liền bị xuyên qua giết chết, không chỗ trốn chạy. Hoàn chỉnh Chủy Thủ Vũ, Diệp Thần đương nhiên không có khả năng chế tạo ra đến, dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan bình thường đều là không cách nào hoàn toàn thực hiện, hắn chỉ muốn rèn đúc ra một cái hình thức ban đầu là đủ rồi. Chủy Thủ Vũ tự động tạo ra thời khắc, Diệp Thần cũng tiếp tục ngưng thần tìm hiểu Vi Đà Chân Kinh. Vi Đà Chân Kinh tác phẩm vĩ đại, tại bến bờ vũ trụ, vô thời không chỗ lưu truyền, chỉ có 3 trang, cái này 3 trang toàn bộ đều tại Diệp Thần trước mặt, nếu như hắn còn không thể lĩnh ngộ, vậy chỉ có thể nói hắn tạo hóa nông cạn. Khương Khiếu Vân liền lẳng lặng thủ hộ tại Diệp Thần bên người, không dám nói câu nào, chỉ sợ quấy rầy Diệp Thần. Diệp Thần hai con người mấp máy, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Vi Đà Chân Kinh diệu pháp bên trong, trước mắt là mảng lớn hỗn độn. Vô tận minh mông hỗn độn thế giới bên trong, ngàn vạn phù văn bay múa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa si và áo nghĩa. Diệp Thần tĩnh tâm lĩnh ngộ, cũng không thấy thời gian trôi qua, tại xâm nhập lĩnh hội phía dưới, hắn phảng phất thấy được si và thân ảnh, vĩ ngạn, tráng kiện, cường hoành, trầm ổn, mặc trên người da thú, eo đeo túi da, gánh vác cung tiễn, tại vô tận hỗn độn hoang vu bên trong hành tẩu. Thời gian dần trôi qua, hắn lại thấy được đủ loại rối loạn hình tượng. Ngủ say phản thiên thân thể, hoa sen bên trên mọc ra vi giờ nu, sáng thế chi thụ đồ đằng, tại bên trong dòng sông thời gian kêu to cổ xưa hắc thiền, còn có hai cái cho cốt đàn, còn có chút không hiểu bóng đen tại loạn vũ. Các loại rối loạn hình tượng, nhưng Diệp Thần phân không ra hư thực, đầu cũng đi theo trở nên có chút hỗn loạn, ngực phiền muộn muốn ói, giống như lại nghe thấy Siva phẫn nộ đến gần như sụp đổ gào thét. Cuối cùng, tại vô tận hỗn loạn, vô tận giao thoa bên trong, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn thấy một vẻ kim quang, kia là Siva vĩ ngạn thân ảnh, lại là thiên thủ trăm cánh tay tư thái, mỗi một cánh tay phía trên, đều có kim long cuồng vũ, uy thế hung mãnh bá đạo. Tại đạo này vĩ ngạn thân ảnh phía sau, 8 cái chữ to màu vàng lạc ấn ở trong hư không. Thiên thủ bách tí đại uy thiên long. Cái này thiên thủ trăm cánh tay kim quang thân ảnh sau khi xuất hiện, như bình bạc chợt phá, Diệp Thần đầu một trận vù vù, lại là một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa mới phiền muộn cùng rối loạn quét sạch sành sanh, cả người liền trở nên yên tĩnh an tường xuống tới, như có đầy trời thần Phật che chở. Kia thiên thủ bách tí đại uy thiên long đồ đằng, liền hóa thành kim sắc lưu quang, như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, toàn bộ quán chú nhập Diệp Thần trong thân thể đi. Ong ong, Diệp Thần thân thể, lập tức tách ra vô tận kim mang. Một bên Khương Khiếu Vân, lúc đầu đang yên lặng thủ hộ lấy, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thần trên thân bắn ra kim sắc thần quang. Nàng lập tức lấy làm kinh hãi, ôi một tiếng kêu gọi, chỉ cảm thấy kia thần quang bên trong, ẩn chứa vô biên thần uy. Xoát, xoát, xoát. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp cuồn cuộn kim quang bên trong, Diệp Thần thân thể, bỗng nhiên một chút biến hóa ra thiên thủ trăm cánh tay, mỗi một cánh tay phía trên, lại quấn quanh lấy kim sắc thiên long, long đằng gào thét thét dài, chấn động chư thiên, bá tức tới cực điểm. Siva thập pháp, thiên thủ bách tí đại uy thiên long. Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà thật lĩnh ngộ Siva vô thượng tuyệt học. Khương Khiếu Vân hít sâu một hơi, chính mình nàng có được một viên thiên đế đạo tâm, nhưng nhìn thấy cái này thiên thủ bách tí đại uy thiên long bàng bạc khí tượng về sau, cũng là bị hoảng sợ đến thân thể phát run. Đây chính là Siva vô thượng tuyệt học a, là Siva thập pháp một trong, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này thiên thủ bách tí đại uy thiên long thần thông, nếu như tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một tay đánh ra, đủ để nghiền ép vô thời không, bá đạo dị thường. Cường hoành như vậy tuyệt học, đồng dạng trong vô thời không, là sẽ không lưu truyền, bởi vì vô thời không thế giới pháp tắc,
ngăn không được mạnh mẽ như vậy tuyệt học, thế giới khả năng đều muốn bị đánh nổ. Chỉ có tại bến bờ vũ trụ, mới có đầy đủ thâm hậu nội tình, có thể chứa được loại này vô thượng tuyệt học. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại là lĩnh ngộ. Siva thập pháp, không thuộc về vô vô thời không tuyệt học, siêu việt vô vô thời không cường đại tồn tại, Diệp Thần thế mà lĩnh ngộ. Diệp Thần tu vi, cũng là trong nháy mắt này tăng lên, trực tiếp liền đạt đến thiên nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong tình trạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 566.